Xin chào quý vị và các bạn. Hai hôm nay nắng nóng đã xảy ra ở hầu khắp khu vực Bắc Bộ trải dài xuống tới Quảng Ngãi của Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi lên trên 37 độ như là tại Hòa Bình 37,3 độ, Láng Hà Nội cũng ở mức 37,3 độ, Nho Quan Ninh Bình là 38,3 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi, nắng nóng cũng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, một số nơi lên trên 39 độ như Tương Dương, Nghệ An 39,1 độ, Con Cuông, Nghệ An là 39,8 độ. Trong đêm nay và sáng sớm mai, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến. Lúc này thì dải mây dông ở phía Bắc sẽ tiếp tục bị đẩy dần xuống phía Nam, kết hợp thêm với quá trình hội tụ gió trên cao, nên ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì mưa rào và dông cũng có khả năng xuất hiện cục bộ, chủ yếu vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt lại giảm xuống. Ở những vùng có mưa sẽ có nhiệt độ trưa chiều, dao động xung quanh ngưỡng 32 độ. Trong khi đó các khu vực còn lại như là vùng Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, ở mức cao hơn, sấp xỉ 34 cho đến 35 độ. Đến với khu vực miền Trung, nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với mức nhiệt từ 34 cho đến 37 độ. Một số nơi ở vùng núi có thể cao trên 38 độ. Trong khi đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Quảng Ngãi thì trời nhiều mây hơn, nắng nóng dịu bớt bởi những cơn mưa rào và dông vài nơi sẽ xuất hiện vào lúc chiều tối. Phần còn lại từ Bình Định cho đến Bình Thuận thì còn may mắn hơn nữa bởi tình hình khô hạn và nóng bức có cơ hội giảm hơn trên khu vực với sự xuất hiện của những cơn mưa rào và dông rải rác trong chiều tối và đêm. Nên nhiệt độ tại đây không cao, phổ biến từ 30 cho đến 34 độ, trời khá mát mẻ và dễ chịu. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hiện nay toàn khu vực đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của giải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam phát triển mạnh, nên những cơn mưa tại khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ tiếp tục duy trì trên diện rộng, một số nơi có thể có mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông thì người dân cần cảnh giác cao với khả năng có tố lốc và gió rất mạnh. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì ở trạng thái mát mẻ, hầu hết các nơi đều không vượt quá mức 33 độ. Hiện tại nơi có thời tiết xấu nhất là các khu vực biển phía Nam của nước ta. Hiện nay đang tồn tại một giải hội tụ nhiệt đới có vị trí ở vào khoảng từ 11 cho đến 14 độ vĩ Bắc, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tức là từ 50 cho đến 74 km/h. Sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Ngoài ra thì do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Tình hình mưa dông, gió giật mạnh và sóng lớn còn diễn biến phức tạp. Bà con ngư dân cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo tiếp theo của chúng tôi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Chúc quý vị có buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.